Xin chào mọi người, chào cả nhà mình nhé. Hôm nay thì Tấn đang có mặt ở trong vườn khổ qua với lại vườn bí nha cả nhà. Bên này vườn bí nè. Còn bên này thì vườn khổ qua lên rồi. Đây, cho cả nhà mình xem tí nha. Thì hôm nay muốn chia sẻ với cả nhà về cái máy quay cước nha. Mình tự chế cái máy quay cước bằng cái máy quạt nha cả nhà. Khổ qua lên cả nhà mình thấy nè. Khổ qua mọc lên thì mình chế bằng cái máy quạt cũ nhà mình á, mình xài nó cũ rồi thì mình tháo ra mình chế mình làm cái máy quay cước rất là tiện dụng nha, nhanh gọn lắm để mình ra cước cái mấy cái này nè. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho cả nhà nha. Hôm nay thì xuống giống phụ bạc hết rồi, cắm vàng rồi xong hết rồi nha cả nhà, rộng lớn lắm. Còn vàng bí bên này thì đang văng nè, bí này thì nó bò nè. Đây cái chòi anh em hàng ngày ở để làm đây nha cả nhà. Có trồng cái chậu rau muống nữa nè. Để sáng sáng mình ăn mì rồi chơi. Là bí nè. Bí lên vụ này hôm bữa nắng quá. Bỏ luôn nó hơi lên hãy nha. Chia sẻ cả nhà luôn. Đang bỏ đọt rồi. Thì cả nhà mình thấy nè. Cước này nha. Này là mình ra cước được 4-5 đường rồi. Cho nó bò lên, nó chuẩn bị bám bò rồi nha. Cước á, cả nhà mình thấy cước nè. Ra được 4-5 đường cước á. Bên này cũng vậy nha. Dàn bí này thì rộng lớn tít dưới. Bây giờ mình chia sẻ cái máy tự chế nha. Để quấn cước ra cước á. Cả nhà mình tham khảo. Đây là cái bọc cước. Đây cho cả nhà coi nè. Thì mình ra cục như vậy nè. Đó. Cái này nha, mình lấy cái ống bình minh á, mình cắt cỡ cho một gang, bỏ đây nè. Hơi cái đầu này chờ ra để ở đây là bắt đầu mình kéo vô mình đi nha. Cái này chút mình chia sẻ luôn. Đây sẽ chia sẻ cái máy đi. Máy chế cái này sẽ bên này cho xem. Đây là cái máy quạt của mình nha. Nè mọi người nhìn thấy nè, cái máy quạt nè. Rõ ràng là cái máy quạt cũ nha. Mình tháo ra mình nhìn mình chế như vậy thì dễ thôi. Đây công tắc cái dây điện nè, cậu vô cái nhà thấy nó bật nè, cái này nó quay nè nha. Đấy. Nhà thấy nó quay nè. Còn cái cục dây cước đây nha. Mua thì mình mua cái loại cước này nè. Cước nó ra luôn chứ đừng có mua cái loại mà cước mà từng cuộn mà cái loại mà nhỏ nhỏ nha. Mua nguyên cục nè. Mới mua về nó lớn như cái bình nước lọc vậy nè. Mà cái này hôm nay làm nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ thử cho cả nhà mình xem nha. Bây giờ sẽ quán thử cho cả nhà mình xem một cục nha. Cái bình này ngồi đi. Đây nha cả nhà. Là cái ống nè. Mình cho cái đầu lớn vô. Nếu nó lỏng thì cho cái chút dây này vô mình chim. Không mình cho cái đầu này vô vậy cũng được. Đấy. Thấy không? Này cái máy quạt mình nha. Thì cái máy quạt mình tháo ra thì mình tháo cánh quạt ra mình chế vậy thôi. Xài rất là nhanh luôn. Đây này, dây này. Mỗi người có mỗi kiểu chế nha cả nhà, nhưng mà cái này chia sẻ thôi. Mình cột vào đây. Lấy cái miếng vải nè. Mình cầm cái sợi dây cước nha, để nó nóng tay. Thôi mình đề ba mình xài thôi. Này nó mình cột còn lỏng quá. Đây cả nhà thấy. Rất là nhanh luôn nha. Cái máy quạt mà mình chế không? Đây là ông anh ông chế thôi nha cả nhà.
ra cước này kêu uống manh ra thôi, còn ra thì thấy ông anh ra thôi, hôm nay là lần đầu tiên ra luôn á, chứ cũng không biết ra cước này đâu, nhưng mà thấy rất là đơn giản luôn. Một cước này, mua cái loại cước này rất là dễ làm nè, cước này rất dễ làm luôn, quay nhanh nó quay tiếp luôn mà. Quay chút xíu là đạn cục. Này mình để cái đầu nhỏ vô đây, đâm ra nó chưa có vô hết cái khúc gỗ đâu nha, nó hơi vẫy. Đúng ra phải để cái đầu lớn vô trong nè, mà mắt kiếm cái miếng cao su chim. Nhà thấy nó nhả cục cước ra dễ không? Chứ còn mua cái loại cước kia khó làm lắm. Đó, tắt, đỡ cục rồi đây ha. Nó rất là nhanh luôn. Móc qua bên này cho nó dễ đi hơn. Móc cho nó đúng chiều của nó nha. Máy quạt nhà mình xài mấy năm đã cũ rồi hả? Mình chế ra cái này thôi. Rất là tiện luôn. Mỗi cái cục nhỏ này ra cước nhiều lắm nha, mấy lạng cước rồi đó. Mỗi cái cục cước này có 5kg đâu, 5kg hay 10kg cũng đủ, lớn lắm mà này xài nhỏ rồi. Qua bên này dòm cận cảnh bên này nha, lớn quay rất là nhanh luôn, tiếp luôn. Cước này nó chạy ra liên tục, sáng chế nhà nông chế nhiều thứ lắm mà chưa có dịp chia sẻ cho mọi người tham khảo, để ai biết rồi thì mình trao đổi học hỏi kinh nghiệm làm thôi. Ai chưa thử thì mình cả nhà mình thử chế làm nha. Ai chưa thử thì cả nhà mình chế làm rất là hiệu quả luôn. Nhà mình thấy rất là hiệu quả không? Để làm cho xong cục này rồi ra chia sẻ cái cách dăng ở ngoài luôn nha. Ra cước cho ấy nó bò luôn. Này, cái máy quạt nằm nè, cũ kỹ lắm rồi đó, nó yếu lắm rồi. Mình quạt nó không ngon, mình chế ra cái đầu này mình xài. Nó bị khít rồi, nó bị dính. Nó bị dính cục cước nè. Rồi nó bị đổ này luôn. Mình không quen làm cho máy. Không khéo. Không khéo bằng ông anh ông làm hay lắm. Đơn giản, để đến bàn đây thôi. Rất là tiện dụng luôn nha. Cái máy một lần nữa cả nhà mình xem cái máy này. Đấy, công tắc nè, nó quay vậy đó là ra cước thôi. Cước bên này nè, cả nhà mình thấy nè, từng cục vậy nha. Đây là cục này mới ra nè, còn bốn nút cục nè. Xỏ cái cây này vô là mình cầm mình kéo rất là nhanh, là cái này nó quay rất là nhanh luôn. Nước nôi đồ ăn nha.
Giờ ra chia sẻ cả nhà mình ấy luôn. Mình thử giăng luôn nha mọi người. Này thì hôm bữa giăng mấy đường rồi mình có chừa ấy nè. Giờ mình chỉ việc nối vô thôi. Việc nối dây vô là mình kéo đi thôi. Thì cái máy chế ra cái dây cước này cực kỳ nhanh không? Một cục này kéo một tiếng đồng hồ luôn nha. Đấy, giết giăng á. Quấn cho nó hai vòng ở đầu luôn. Kéo đi. Thì cái này kéo đi rất là trơn nhanh nha. Dân về là mấy hồi lên trên. Cực kỳ nhanh. Dễ làm nè, quay trơn lắm. Vậy là mình ra thôi. Này ra được 6 7 đường rồi. Là đi phà phà thôi. Ở cả nhà mình xem lại nè. Đồ nghề nha. Để những cái ống này ra nè. À. Cái nhà mình thấy máy đây nữa nè. Không. Đó. Đây cái máy quạt tự chế. Cái nhà thấy vậy là cái nhà cũng biết rồi. Tháo ra chế cái cây làm sao. Rồi gắn mấy cái ống đen đen kia vô. Ra cục cước. Rồi, chia sẻ tới đây thôi nha cả nhà. Để mai mốt làm bí làm cái gì có cái gì nữa thì mình chia sẻ tiếp. Vậy xin kết thúc video đây thôi.